Đầu xuân nhiều sức khỏe, với lại năm nay làm ăn bằng 3 và 4 lần năm ngoái nhá. Rồi. Thế tình hình đầu xuân lên mạnh thế, ngon lành cành đào quá gì nữa, cuối năm có vét được tí nào không? Có, hồi trước Tết rồi. Ngồi yêu tê là thế, tình hình đầu năm điểm tin có gì mới không bác? Cuối tuần đi, làm phải đi. Thấy có vẻ là không biết có up được trên không hay là mùng 1 tháng 3 lại vỡ mồm cả đám đây. Một ba thì giờ cứ 5-7% lượn thôi. 5-7% lượn thôi, là vậy là đánh đánh phục kích thôi chứ đâu có đánh chuyên dài được đâu đúng không? Kiểu phục Chắc kích lâu lâu làm tí, chắc là trước mùng 1 chắc tháng 3 lượn cái, sau 1 tháng 3 vào lại hả? năm nay mình cứ nhảy ra như vào có tiền chứ. Thì nếu thị trường nó cứ sideways thì lướt như vậy là ăn ngon mà đúng không? Em cũng nghĩ như thế. Thế đầu xuân anh đi làm chưa hay là vẫn đang nghỉ á? Đi làm rồi chứ. Đi làm. Tết năm nay nhà có tang nên là chả đi đâu nên cũng chả xa bác được. Đúng rồi. Nhà cuối năm nhà em có bà mất đó, nên đâu có đi đâu đâu. Dạ, ok, có gì cuối tuần gặp chú nha. Ok anh, thế làm đi nha, bye bye. Vâng thưa chị em và các bạn, đầu năm thì cũng dành ra ít phút để trao đổi với anh chị em và các bạn, bởi vì trong buổi tối ngày hôm qua thì rất nhiều anh chị em và các bạn là inbox và hỏi về việc là mua cổ phiếu nào để có thể là kiếm ăn được cho cái đầu năm 2019, năm con heo vàng. Và hơn hết thì nhiều người thấy được một cái phiên tăng điểm mạnh của ngày hôm qua thì khá là hào hứng và đang có cái xu hướng là muốn vào thị trường. Nhưng thưa với anh chị em và các bạn thì vẫn duy trì cái quan điểm trước đây của nhóm chúng tôi, thì thị trường thì trong phiên ngày hôm qua việc lên mạnh của thị trường thì đó là trước cái lực nén của cuối năm, và cuối năm ngoái thì lực cầu và lực cung gần như là bằng nhau, và đầu năm thì cái dòng tiền giải ngân sớm chào năm mới cộng với việc là cái áp lực của cái nhu cầu gọi là giải ngân vốn đầu năm, cũng như là rất nhiều anh chị em và các bạn là bán ra để tránh cái lãi trong gọi gần 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 10 ngày, gần 10 ngày của Tết thì đầu năm thì quay lại mua lại, và nên là thị trường thì trước cái nguồn cung đầu năm thấp và cầu thì tương đối là có phần nhỉnh hơn, do đó nên thị trường của chúng ta có một phiên tăng điểm khá là tốt trong ngày hôm qua. Tuy vậy thì theo quan điểm của cá nhân chúng tôi thì tìm qua các trang web cũng như là các thông tin về một cái lý do mà để cho động lực, tạo động lực cho thị trường tăng dài hạn hoặc là trung hạn thì thực sự là chưa có, và chúng ta đang đứng trước cái áp lực của việc đàm phán Mỹ Trung kết thúc vào ngày 1 tháng 3, tức là ngày hôm nay là ngày 12. Chúng ta còn khoảng 20 ngày nữa thì nhiều khả năng thì thị trường của chúng ta sẽ có thể là sẽ có những cái sideways nhất định trong cái giai đoạn này. Và trước đây thì chúng tôi cũng cho rằng là thị trường nhiều khả năng sẽ có cái đợt điều chỉnh, thì chắc là sẽ có điều chỉnh thôi. Và cái việc điều chỉnh này thì có thể là chịu cái áp lực giữa việc là chờ đợi trước cái tình hình là mùng 1 tháng 3 năm 2019, đó là thời điểm kết thúc, thời điểm cuối cùng của cái hạn mà người Mỹ đặt ra cho người Trung Quốc với cái việc là đàm phán thương mại Mỹ Trung có thành công hay không. Và nếu không thành công hoặc là có những cái trắc trở thì tiếp tục người Mỹ sẽ tiếp tục nâng mức thuế 200 tỷ từ 10% lên 25%, và còn nhiều hơn thế nữa, có thể 267 tỷ sẽ tiếp tục được đưa vào cái danh sách để đánh thuế nốt. Và câu chuyện Mỹ Trung là một trong những cái câu chuyện sẽ còn kéo dài trong năm 2019. Đây là một trong những vấn đề chúng ta cần phải theo dõi kỹ và sát hơn. Thứ hai nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn nhận vấn đề theo một cái hướng không được tích cực cho lắm vào quý 1 và quý 2 năm 2019, với việc là tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế có thể sẽ chậm lại, cũng như là tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp tốt trong nền kinh tế Việt Nam sẽ nhiều, có thể là sẽ bắt đầu có những cái dấu hiệu của câu chuyện là giảm tốc bớt cái đà tăng. Trước đây tôi lấy ví dụ như rất nhiều các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt trong năm 2017, 2018 sang 2019 sẽ tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại rõ nét hơn. Và trước đây nếu tăng trưởng được 15-20% thì 2019 sẽ chậm xuống còn khoảng 12 đến 15% thôi.
Với những doanh nghiệp mà năm 2017-2018 không tăng trưởng thì nhiều khả năng năm 2019 sẽ gặp vấn đề. Và những doanh nghiệp mà năm 2017-2018 có nhiều rắc rối thì 2019 sẽ còn rắc rối hơn. Đôi khi có thể sẽ phải giải thể hoặc là có thể bị cấm, nó gọi là không được niêm yết trên sở giao dịch nữa. Và với cái câu chuyện là hiện tại thì đầu năm rất nhiều các quý anh chị em và các bạn cũng như là các nhà đầu tư cũng như các chuyên gia trên thị trường cho rằng chúng ta đang có những cái vận hội mới, động lực thúc đẩy kinh tế, rồi những cái động lực liên quan tới việc là chúng ta tận dụng những cái khó khăn của nền kinh tế thế giới để vươn lên, để có thể là bứt ra khỏi cái khó khăn chung. Thì điều này là điều cũng là đúng nhưng mà là chưa đủ. Đúng ở chỗ tức là chúng ta tận dụng được những cái khó khăn của người Trung Quốc, những cái nhà máy của các nước mà được mở tại Trung Quốc khi mà bị người Mỹ áp thuế thì có xu khuynh hướng thì dịch chuyển. Nếu như thực sự có sự dịch chuyển thì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ leo thang rất là cao. Bởi vì chỉ khi mà các cái doanh nghiệp này, các nhà máy này họ dự báo được rằng là cuộc chiến này sẽ leo thang mạnh mẽ hơn thì họ mới dịch chuyển. Và khi dịch chuyển như vậy thì chúng ta cũng lưu tâm một điều rất là quan trọng, đó chính là cái việc chúng ta tận dụng được cái cơ hội của gọi là sự xích mích của các nước lớn để chúng ta có thể tận dụng để có thu hút được cái dòng vốn, thu hút được các nhà máy lớn về Việt Nam mở thêm nhà máy thì chúng ta sẽ có thêm tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy thì chúng ta cũng không ngoại trừ cái câu chuyện là trong cái kịch bản đó thì cái việc khốc liệt giữa chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng như là nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm hẳn lại và có nguy cơ sẽ không còn tăng trưởng nữa. Bên cạnh đó nữa thì khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bật tín hiệu cho rằng là sẽ không tăng lãi suất nữa cũng là hồi chuông cảnh báo quý anh chị em và các bạn về việc Fed cũng đang nhìn thấy những cái dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ và nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung có thể sẽ không còn được mạnh mẽ như trước đó nữa. Và họ ngưng tăng lãi suất đồng nghĩa với việc họ nhìn thấy những cái dấu hiệu của câu chuyện kinh tế thế giới trong những năm sắp tới sẽ khó khăn hơn. Khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhìn thấy những cái dấu hiệu của xu hướng tăng trưởng kinh tế như vậy thì họ sẽ bật đèn xanh trong cái câu chuyện là ngưng tăng lãi suất. Và thời điểm ngưng tăng lãi suất cũng là một trong những cái thời điểm khá là nhạy cảm, bởi vì trước đây thì chúng ta thấy là tăng lãi suất thì tác động lên thị trường chứng khoán, đúng rồi, thắt chặt tiền tệ thì tác động lên thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung. Tuy vậy thì khi mà người Mỹ nhìn thấy, Fed nhìn thấy những dấu hiệu của kinh tế chậm hơn trong tốc độ phát triển thì họ sẽ ngưng tăng lãi suất, và nhiều khả năng thì nếu mà có vấn đề về kinh tế thì họ còn có thể giảm lãi suất. Thì cái công cụ về tăng giảm lãi suất mà Fed dùng trong nhiều năm trở lại đây thì thường xuyên có. Nhưng chúng ta nhìn nhận thấy điều gì? Tăng lãi suất thì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Nhưng anh chị và các bạn phải để ý một cái vấn đề nó cực kỳ thú vị như thế này. Thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2018 đã tăng rất nhiều. Đúng không anh chị em và các bạn? Nếu anh chị em và các bạn để ý kỹ, Dow Jones và S&P 500 tăng rất nhiều. Nhưng trong giai đoạn 2018, Fed tăng lãi suất rất nhiều. Rất nhiều lần trong năm 2018. Ok, 2019 thị trường chứng khoán Mỹ nhiều nguy cơ sẽ chậm hẳn cái đà tăng và có thể sẽ đảo chiều giảm khi mà Fed không tăng lãi suất. Đây là một bài toán, đây là một câu chuyện chúng ta cũng cần phải cảnh báo. Điểm thứ hai nữa là đầu năm thì chúng tôi nói thêm một chút xíu về vàng và nói thêm một chút xíu về tiền số cũng như là độ mạnh yếu của các đồng tiền trên thế giới. Thì khi mà cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tăng mạnh hơn thì anh chị và các bạn hãy quay lại dòng lịch sử để nhìn cuộc chiến gọi là dầu lửa của người Mỹ khơi mào của đại dầu đá phiến tác động mạnh mẽ lên các nước xuất khẩu dầu mỏ nói chung và Nga nói riêng. Thì người Nga đã chơi một bài toán cực kỳ thú vị, đó chính là đẩy hết tất cả các cái dự trữ ngoại hối bằng đô la Mỹ và trái phiếu Mỹ chuyển thành vàng. Và chơi một bài toán đó là con rắn bắt người Mỹ phải tự nuốt đuôi mình. Đó là cái câu chuyện mà khiến cho cái cuộc khủng hoảng của người Nga thì cũng đã đến một cái đỉnh cao. Tuy vậy thì đã không dẫn đến những cái hệ lụy quá mức đối với người Nga. Thì người Trung Quốc cũng đang làm điều đó.
đang làm điều đó. Việc đẩy trái phiếu chính phủ Mỹ ra thị trường, đẩy đồng đô la ra thị trường dự trữ ngoại hối không bằng đồng đô mà chuyển sang vàng là câu chuyện của Trung Quốc và Ấn Độ đang làm trong những năm gần đây. Thì chúng ta sẽ có một video nói về vàng, nói phân tích chi tiết hơn về vàng và vàng là gì, vàng có thể coi là đồng tiền mạnh nhất trên thế giới hay không. Và anh chị và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi video tiếp theo mà chúng tôi sẽ cập nhật với quý anh chị em và các bạn trong ngày mai hoặc những ngày tiếp theo. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.